thầy đã gửi cho các em, nó nằm trong cái slide chương 3 mà chúng ta đã từng có. Chúng ta nắm ở tới đây. Chúng ta đã đề cập về cái việc ra quyết định. Chúng ta đã vừa có những cái thực hành về cây quyết định, đúng không? Cách vẽ cây quyết định, những lưu ý cho việc vẽ cây quyết định và những cái tính năng của cây quyết định. Chúng ta sẽ đề cập tới việc ra quyết định trong trong điều kiện không chắc chắn. Như vậy, đây là một cái tỷ lệ không nhỏ các cái trường hợp mà nhà quản trị gặp phải trong thực tế. Khi đó thì họ sẽ có năm cách thức ra quyết định. Rồi chúng ta sẽ đề cập tới năm cách thức này. Đó là maximize, maximin, đồng khả năng, tiêu chí Hewitt hay là tiêu chí thực tế và minimax. Liên quan tới cái hối tiếc đó, tức là tổng tích cơ hội. Rõ ràng khi đó những cái ra quyết định này sẽ phụ thuộc vào tính cách của nhà quản trị. Vì sao gọi là phụ thuộc vào tính cách thì ta sẽ đề cập tới cách thức ra quyết định, ta sẽ thấy việc thể hiện cái tính cách. Đầu tiên ta gặp lại bản quyết định của công ty Thomson. Tất nhiên vì ta đang nói điều kiện không chắc chắn thì ta sẽ không thấy các cái xác suất ở đây. Khi đó nhà quản trị có thể ra quyết định đầu tiên là maximum, đang thể hiện là tính cách lạc quan. Ta biết một tính cách lạc quan là gì? Luôn nghĩ tới những gì mà xảy ra tốt nhất, đúng không? Vì vậy với tính cách lạc quan đó thì chắc chắn nhà quản trị sẽ nói à, mình sẽ hành động theo cái phương án hay cái cách thức nào mà đem lại cái lợi nhuận cao nhất, thì đang đề cập tới bảng lợi nhuận mà, hay là đem lại cái giá trị tốt nhất. Như vậy rõ ràng khi đó maximum là gì? Ta sẽ xem các cái phương án trong các cái bản quyết định này là các phương án cái giá trị nào là tốt nhất thì ta sẽ khoanh tròn, và ta sẽ xem tương ứng với phương án nào thì ta sẽ nói là nhà quản trị sẽ quyết định phương án đó dựa theo tiêu chí maximum. Thì rõ ràng thấy trong cái bản này thì cái giá trị tốt nhất là 200.000 lợi nhuận không, thì chắc chắn đó là maximum, phương án có kết quả cao nhất, hay nói tổng quát là một cái kết quả tốt nhất, đúng không? Nhưng mà đối lập với tính cách maximum là maximin, tức là cái có cái quan điểm là bi quan, có tính cách bi quan. Vậy người bi quan là gì? Là luôn nghĩ tới những cái rủi ro xảy ra trong cái hành động của mình, và là tất nhiên họ sẽ chọn cái thức hành động nào mà ít rủi ro nhất, đúng không? Như vậy thì chắc chắn trong đó họ là gì? Xem coi trong các cách thức hành động nào này thì cái những kết quả tệ nhất là gì? Cái kết quả min trong các cách thức hành động này là gì? Và lại tất nhiên họ chọn cách thức nào mà ít tệ nhất, đúng không? Mắc mắc của cái min đấy. Đấy. Thì trong đây thì rõ ràng khi đó ta sẽ xem được cái trạng thái thị trường xấu, với vì bởi vì cái trạng thái thị trường xấu thì chắc chắn sẽ ra những cái kết quả tệ, và ta sẽ so sánh giữa những cái kết quả tệ nhất này thì cách thức nào mà ít tệ nhất thì đó là sẽ được chọn. Về maximin chính là không làm gì, đúng không? Ta thấy trong thực tế như vậy, những người bi quan là gì? Luôn luôn thấy những cái rủi ro trong những cái hành động, và đối với họ à, tốt nhất là mình không làm gì, đúng không? Ta cứ suy gẫm trong cái thực tế đi.
Còn đối với người maximax là gì? Là theo cái phương châm là có gan làm giàu. Đó là à. Ta sẽ coi coi cái cách thức nào mà đem lại lợi nhuận cái lợi nhất, ta sẽ đúng không, và theo phương châm là gì, là có gan làm giàu hoặc là có chơi có chịu đúng không, à họ sẵn sàng chịu những cái tổn thất nặng nhất nếu xảy ra một cái trạng thái không như mong muốn. Rõ ràng nếu xảy ra thị trường xấu là lỗ nhiều nhất đúng không? Cái tính cách thứ ba là gì, là những người trung dung, ta gọi là gì, đồng khả năng đó. Họ nói à mọi chuyện đều có thể xảy ra, đó là những người mà họ sống họ theo cái phương châm là mọi chuyện đều có thể xảy ra, tức là có nghĩa là các cái trạng thái thì có khả năng xảy ra như nhau như vậy, nhưng rõ ràng ta sẽ không gán cái xác suất ở đây được, mà vì ta đâu có xác suất đâu, thì họ sẽ nói là gì, họ sẽ chọn cái giá trị trung bình trong cái cách thức hành động, và chắc chắn chọn cách thức nào giá trị trung bình là tốt nhất. Thế thì trong cái bảng này thì lúc trước ta thấy là Thomson đấy, các nhà quản trị là theo cái chính là theo động xác suất mà đúng không, cái xác suất sẽ ra như nhau, thì ta đã có những giá trị trung bình đã từng tính trước đó rồi đúng không, 10.000 đô và 40.000 đô. Như vậy thì trong cái đồng khả năng này thì ta cứ tính giá trị trung bình của những cách thức hành động, và ta sẽ chọn cách thức nào có giá trị trung bình là tốt nhất, đó là đồng khả năng. Cách chọn thứ tư là gì, chúng ta nói là cách chọn dựa trên những cái kinh nghiệm và linh cảm, ta gọi là tiêu chí thực tế. Bởi vì cái tiêu chí này dựa trên những thực tế gì mà nhà quản trị hay người ra quyết định đã từng trải qua, mà chúng ta hay gọi những cái đó là kinh nghiệm đó, phải không? Như vậy thì họ nói à, theo kinh nghiệm của tôi hoặc là theo những thông tin mà tôi có được, theo linh cảm mà tôi nhận thấy thì à các cái trạng thái này có thể tôi sẽ cho một cái giá trị tương ứng với một cái kết quả tốt nhất, đó là alpha, và cái kết quả thấp nhất là một trừ alpha. Như vậy cái xác suất mà sắp xuất hiện cái kết quả tốt nhất đó, họ sẽ đặt ra một cái xác suất xuất hiện kết quả tốt nhất thì đó là alpha, và chắc chắn kết quả tệ nhất sẽ là một trừ alpha. Như vậy theo tiêu chí Hewitt này chúng ta quan tâm ở chuyện gì, đó là cho dù bao nhiêu trạng thái đi nữa ta cứ nhìn với mỗi cách thức hành động ta chọn giá trị tốt nhất, đó chính là ta sẽ nhân với alpha, và giá trị tệ nhất ta nhân với một trừ alpha, cho dù là bốn trạng thái đi nữa, đó đó là cách thức về tiêu chí thực tế hay tiêu chí Hewitt. Lẽ tất nhiên nếu mà họ thấy là cái xu hướng là một cái tương lai tốt hay là thuận lợi thì cái alpha họ sẽ đặt lớn hơn 0,5, mà nếu mà họ cảm thấy là một cái xu hướng là không tốt hay là bất lợi thì alpha họ sẽ nhỏ hơn 0,5, phải không? Bởi vì rõ ràng cái alpha này nó liên quan tới giá trị tốt nhất mà. Giả sử người ra quyết định này thấy được một cái tương lai thuận lợi hay là tốt đẹp cho những hành động của mình, họ đặt là alpha là 0,8, thế thì cái đó ta sẽ tính là gì, tiền nhà máy lớn là bao nhiêu, giá trị xe này sẽ là bao nhiêu, à ta sẽ đặt một cái cột là xe, tức là cái tiêu chí thực tế đây 0,8 ta nhân cho 200 đúng không, cộng cho 0,2 nhân cho trừ 180, vậy ta có thể nhẩm là bao nhiêu? 24. 0,8 là 160 đúng không? Trừ cho 0,2 ở đây là bao nhiêu? Là 36 đó không? Có phải không? 0,2 giá trị min này. Thì vậy trừ 36, 160 trừ 36 là 124. Phải không? Tương tự ở đây là gì? Ta có 80 nè. Phải không? 80 ta trừ cho 4 là bao nhiêu, là 76. 76.
Vậy chắc chắn là theo tiêu chí Hewitt này thì sẽ xây dựng nhà máy lớn. Điều này cũng phù hợp không? Bởi vì theo cái tiêu chí thực tế hay kinh nghiệm thì người này thấy là tương lai là nó thuận lợi, vì thuận lợi thành ra đầu tư lớn, tức là xây dựng nhà máy lớn. Đấy. Nhớ nha, thì nhắc lại cho dù bao nhiêu trạng thái ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm tới giá trị tốt nhất và giá trị tệ nhất. Tốt nhất là như alpha, tệ nhất là một trừ alpha. Sau đó thì ta sẽ so sánh các giá trị CE này của các phương án với nhau và chọn cách thức hành động là tốt nhất. Đó. Nhớ chỉ tốt nhất nha, chúng ta đã từng có làm bài tập về cái việc đó rồi phải không? À, nếu cái bài toán về chi phí thì tốt nhất chính là giá trị nhỏ nhất đấy. Chắc chắn ta sẽ hành động ít chi phí nhất mà. Đấy. Cuối cùng là gì? Đó chính là cái tiêu chí ta gọi là tiêu chí ít hối tiếc nhất, ta gọi là minimax. À, tên gọi đã thể hiện cái nội dung phải không? Min của cái mắt tức là ít hối tiếc nhất. Thì vậy cái mắt này là cái tổn thất cơ hội lớn nhất thôi. Như vậy khi ta đề cập tới tổn thất cơ hội thì các em đều nhớ ta phải lập cái bảng gọi là bảng tổn thất cơ hội này phải không? Như vậy ta lập một cái bảng đó, chúng ta biết cách thức lập rồi. Đây là bảng tổn thất cơ hội. Tuy nhiên khi ta có cái bảng rồi thì ta mới coi với mỗi cách thức hành động hay là phương án này nè thì giá trị của em lớn nhất là bao nhiêu. Ở đây chắc chắn là 180 rồi phải không? Đây là rồi, đây là nhiêu, là 100 nè phải không? Giữa 100 với 20.000 chắc chắn là 100. Ở đây là 200 rồi. Như vậy ít hối tiếc nhất chắc chắn là cách thức xây dựng nhà máy nhỏ rồi, có phải không? Bởi vì giá trị của em lớn nhất trong ba cách thức hành động này thì rõ ràng giá trị min của cái ba cái lớn nhất này đó chính là 100, tương ứng với xây dựng nhà máy nhỏ. Thì về điều này cũng đúng với lúc trước ta làm phải không? Lúc trước ta làm thì cũng xây dựng nhà máy nhỏ đúng không? Rồi, như vậy thì các em đã hiểu năm cách thức ha. Thì nhắc lại, maximize lạc quan, maximize bi quan, tiêu chí Laplace tức là đồng khả năng, tức là trung bình đó, ta hay là tiêu chí trung dung. Trung dung là những người chuyên nghĩ tới những cái giá trị trung bình đúng không? Vậy nếu em đi học em nói à mình học cái môn này cầu được là cỡ 5 điểm đạt rồi, là em đang thuộc về cái top người, là top các cái sinh viên là theo chủ nghĩa trung dung, có nghĩa là à, đạt điểm trung bình là được, là miễn đạt là được rồi đúng không? Còn em là người bi quan là gì? Em nói à như vậy mình đi học như vậy là mình có thể gặp cái trường hợp tệ nhất là mình không đạt môn này, đó là mình là em đang phải bi quan đúng không? Em nghĩ tới cái tình huống tồi tệ nhất đối với các cái vấn đề, còn em lạc quan đó à, mình luôn tự tin vào mình đó, môn nào mình sẽ đạt kết quả tốt, em đang là maximum đấy à. Còn tiêu chí thực tế thì rõ ràng kết hợp với những cái kinh nghiệm và những cái thông tin có được, và khi đã đề cập tới tiêu chí thực tế thì chắc chắn phải ra một cái hệ số alpha, ta gọi là hệ số thực tế đấy, phải không? Nhưng mà cái hệ số thực tế này đang phản ảnh cái quan điểm và cái cách nhìn nhận của người ra quyết định đối với vấn đề. Nếu alpha lớn hơn 0,5 thì vậy họ đang có xu hướng thấy cái một cái tương lai tốt, không? Một cái trạng thái tốt chiếm ưu thế trong vấn đề, và nếu alpha nhỏ hơn 0,5 thì nó đang thấy một cái xu hướng, một cái trạng thái không tốt đối với vấn đề nha. Điều đó đưa tới cái công thức là gì? Thầy nhắc lại là ta lựa một cái giá trị tốt nhất trong đó nhân cho alpha và giá trị tệ nhất là một trừ alpha cho mỗi cách thức hành động đó. Và so sánh như vậy với những thức đó nó ra những cái giá trị thực tế
khác nhau và chắc chắn ta sẽ chọn cái giá trị nào là tốt nhất. Còn phương pháp mi mắt là gì? Là ít hối tiếc nhất, ít như ta sẽ xác định cái giá trị tổn thất cơ hội lớn nhất, tức là hối tiếc nhất cho mỗi hành động, và ta sẽ chọn hành động nào mà ít hối tiếc nhất. Rồi, thực hành ha, chúng ta thực hành đi. Các em hãy ta mở cái bài tập chương 3 ra. Đó. Như vậy ta sẽ có bài gì? Đấy, trước mặt chúng ta. À, bài 7 đi. Đúng không? Bài 7 là công ty sao lên. Dự án cho bao nhu cầu thị trường. Đúng không? Tất nhiên hai cái tiêu chí đầu tiên maximum và maximin thì ta dễ rồi. Phải không các em? Ta có thể trả lời được liền. Maximum chắc chắn là liên quan tới cái tên gọi của dự án rồi, đúng không? Tức là quy mô lớn rồi, bởi vì ta biết là đầu tư càng lớn thì lợi nhuận sẽ thu được càng cao, thì chắc chắn rủi ro cũng lớn. Vì là một cái người lạc quan thì họ chỉ thấy à, họ sẵn sàng chấp nhận cái rủi ro để có thể thu được lợi nhuận lớn, thì quy mô dự án lớn rồi đấy. Nhưng mà Maximin thì đối nghịch lại chính là quy mô dự án nhỏ. Do đó trong cái bản quyết định em để ý các cái giá trị của maximum và maximin luôn luôn là đối nghịch nha, tức là nó nằm trên hai đầu của cái đường chéo đúng không, của cái bảng. Vì cái bảng này đơn giản chỉ có hai cái phương án, khi giả sử một cái bảng 4 hay 5 phương án thì rõ ràng khi ta xác định được maximum rồi thì ta nhìn trên đường chéo và đối diện của nó chính là maximin đó. Rồi chắc có lẽ ta chỉ tính là cái đồng khả năng đúng không, Helix và Minimax thôi. Đồng khả năng tính nha, và cho thầy biết là chọn quy mô nào. Oh. Helix thì chúng ta thấy là với alpha lớn hơn 0,5 thì chắc chắn là cái xu hướng lạc quan rồi, cái người đó quyết định. Rồi ba em sẽ cho thầy ba kết quả tương ứng với ba tiêu chí lựa chọn nhé. Rồi em gặp dao đâu, cho thầy
kết quả của cái câu C coi đồng khả năng. Như vậy cái giá trị của quy mô dự án nhỏ là bao nhiêu và lớn là bao nhiêu? Ngọc Giao làm xong chưa? Dạ, cái Em đồng làm xong chưa? khả năng, dạ em À, nói đồng khả năng. là, dạ cái đồng khả năng là của Dự quy án mô nhỏ nhỏ. là Bao nhiêu? 83.333. Ừ. Dự án lớn. Dạ, dự án lớn là lớn là 156.666.6. Ừ, như vậy chắc chắn là ta sẽ chọn là dự án. Dự án gì em? Dạ chọn dự án lớn rồi. Chắc chắn rồi, vì đây là lợi nhuận mà. Đúng là mức lợi nhuận. À, đâu có gì khó hả? Đâu, để thầy gọi một em thử cho nó coi. Phương Thảo là để cái tiêu chí mini mắt này ha. Nó hơi khó chút xíu đi. Giờ thì gọi một em nữa, một em nam đi ha. Lớp ta hình như có em Trần Trung Nghĩa là nghỉ học rồi phải không? Trong 3 buổi này thì không thấy em Trần Trung Nghĩa ở đâu cả. Bây giờ em anh Quân nè, anh Dạ. Quân này là nam rồi đúng không? Rồi Dạ. em D Dạ, câu với D anh ta là là 0,75. Em đọc cái giá trị CE của quy mô dự án nhỏ và lớn đi. Còn các bạn nữ rồi có giống em không? dạ, quy mô dự án nhỏ là 62.500. Dự án lớn là 280.000. Đúng không Phương Thảo? Đúng không Dạ em Phương Thảo? em bị lắc, em chưa nghe bạn đọc, các bạn có thể đọc lại giùm mình được Đọc lại coi. Quân. Dự án nhỏ là 62.500. Dự án lớn là 280.000. khác cái giá trị dự án nhỏ à, dự án lớn thì 280 giống ạ. Quân, em giải thích dự án nhỏ em tính sao mà ra khác với bạn Dạ, Thảo? dự án nhỏ là em lấy 200.000 nhân 0,75 trừ 50.000 nhân 0,25. Dạ, em cũng vậy, ra 137.500. Bạn bấm lại. À, em Ủa bấm sao máy vậy? nhầm thầy, em bấm máy nhầm. Rồi, ok. Vậy là, nhưng mà cho dù gì thì vẫn là dự án lớn đó, đúng không? Dạ. Đúng không? Thật ra đó là ta tính ra giá trị, ta có thể dự đoán được. Bởi vì như thầy nói, một con số alpha này lớn hơn 0,5 có nghĩa là cái người ra quyết định này có cái xu hướng về lạc quan về tương lai. Như vậy thì vì lạc quan nên do đó sẽ đầu tư vào cái dự án lớn rồi. Nhưng bây giờ cái khó của chúng ta đây là mini max nè, đúng không? Thì ta phải tính cái bảng tổng thức cơ hội mới ra được giá trị tổng thức cơ hội lớn nhất, từ đó ta mới so sánh được. Đâu bây giờ em Phương Thảo rồi đọc các cái giá trị tổng thức cơ hội của bảng tổng thức cơ hội đi và À, xem quy em mô nào. có làm, em có làm cái bảng đó, em chia sẻ cho dễ nhìn nha. À, em muốn chia sẻ rồi em cứ chia sẻ nha, để thầy tắt rồi em chia sẻ cho mọi người đi. Dạ, thầy có nhìn thấy màn hình không ạ? Không, không chưa thấy gì hết. Dạ, em đang chia sẻ à. Dạ thầy ơi, thầy có thấy màn hình chưa?
Dạ thầy ơi. À thầy thấy rồi. Ủa, ủa em chiếu lại đi. Nãy thầy nói thầy thấy rồi mà. Tại vì tôi quên mở micro. Dạ, em thấy mọi người im lặng. Ok, mở ra, mở ra. Dạ. Rồi em phóng lớn lên chút xíu cái file Word để cho thầy thấy rõ cái con số. Dạ. Rồi, bây giờ thấy rồi đó. Đúng không? Rồi, để coi thử coi. Rồi, như vậy thì chắc chắn là ta sẽ thấy là giá trị lớn nhất chính là ở đâu? Ở cái dự án nhỏ đó đúng không? Dạ. Bây giờ ta sẽ đầu tư ở dự án gì? Dạ, dự án lớn à, thì có tổng thất giá trị OL thấp hơn là 30.000 đô. Đúng rồi, cái tổng thất cơ hội thấp nhất đó, đúng không? Rồi, chính xác ha. Ta đã biết cách thức làm rồi thì các em tự làm bài 8 nha. Bài 8 tất nhiên nó phức tạp hơn bài 7 vì số phương án nhiều hơn và đúng không? Và thật ra thì nó cũng mang cái trạng thái hơn, nhưng số phương án nó nhiều hơn thôi. Tất nhiên ta làm bài 8 thì anh ta là luôn bài 9 là nó ôm lại cho chúng ta về các cái giá trị OV đúng không? Ôm chúng ta vẽ cây quyết định. Tự các em vẽ được mà phải không? Dạ được ạ. Rồi bây giờ hãy nhìn cái câu C của bài 9 nè. Có người bán thông tin cho ông Kim về tương lai thị trường, ông ta sẽ mua với giá tối đa là bao nhiêu? Vì người ta cho các cái xác suất như vậy, khi đó ta đang đề cập tới ra quyết định trong môi trường rủi ro đúng không? Mà bây giờ ra quyết định trong cái môi trường đó mà có cái thông tin về tương lai thị trường, như vậy thì rõ ràng cái giá tối đa sẽ mua là bao nhiêu? Thì đó là ta đang nói về cái gì vậy? Cái tiêu chí gì? À, thông tin hoàn hảo. OV gì? Đúng không? Ta phải coi lại. Rồi cái câu D chính là phân tích đồ nhại đó, đúng không? Tìm cái xác suất thị trường xấu. À, thị trường tốt là không đổi nha. Tìm thị trường cho 6 để thay đổi quyết định là câu A. Câu A thì ta tính OV đó, ta ra quyết định rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới phần kế tiếp. Đó chính là gì? Đó là cái cây quyết định phức tạp mà nãy chúng ta đã vừa đề cập đúng không? Như vậy cái xác suất có thể là những xác suất có điều kiện. Chúng ta đã từng biết khái niệm xác suất có điều kiện rồi. Xác suất có điều kiện là gì? Là cái xác suất được tính dựa trên các xác suất đã xảy ra trước đó đúng không? Theo cái điều kiện xảy ra trước. Và ta sẽ dùng cái phân tích Bayes, tức là định lý Bayes. Như vậy vì sao xác suất thay đổi? Bởi vì có một cái thông tin thêm vào và cái thông tin đó nó giúp cải thiện cái xác suất xảy ra các cái trạng thái do đó người ta gọi đó là giá trị kỳ vọng của thông tin mẫu. Vì cái thông tin này giúp cải thiện cái xác suất thôi chứ không giúp cho ta chuyển từ cái môi trường rủi ro sang môi trường chắc chắn, giống như nói bài 9 chúng ta đấy đúng không? Khi ta nói cái D, khi ta nói cái câu C đó, tương lai thị trường, thì rõ ràng từ một cái môi trường rủi ro là xác suất sẽ chuyển sang môi trường chắc chắn là biết trước được, biết cái trạng thái sẽ xảy ra. Nhưng cái này nó chỉ giúp cải thiện về cái xác suất, do đó nó gọi là thông tin mẫu thôi. Thế thì cái giá trị này cho thấy rằng công ty sẽ bỏ ra bao nhiêu tiền để mướn hay là mua các cái thông tin giúp cải thiện cái xác suất xảy ra, nhận biết cái xác suất nhận biết xảy ra ở tương lai tương ứng với các cái trạng thái của thị trường, thì đó chính là gì? Chắc chắn nếu mà không có cái thông tin đó thì ta đã có tính ở cái vế phải rồi đúng không, giống như OVP. Nhưng bây giờ ta có thì
các giá trị nó sẽ được cải thiện tốt hơn, thì sự chênh lệch đó chính là giá trị kỳ vọng của thông tin mẫu. Đây, đó, đó ta sẽ xem ví dụ để làm rõ cái chuyện này. Về xác suất có điều kiện thì nhắc lại về mặt lý thuyết ở xác suất chúng ta đã từng học đúng không? Xác suất biến cố A khi biến cố B xảy ra, đây là cái công thức. AB độc lập thì ta có cái công thức này. À. Do đó vấn đề chúng ta vừa đề cập ở đây là gì? Những cái xác suất mà chúng ta đã có khi ở một cái môi trường rủi ro đó, nếu được bổ sung thêm cái thông tin mới giúp cải thiện cái khả năng nhận biết các cái xác suất xảy ra, thì đó là quá trình xử lý của bạn để ta có được cái xác suất hậu nghiệp, và xác suất đó được tính theo công thức này. Với A là phần bù hay là phần đối, A ngang là phần bù hay là phần đối của A. Giờ ta sẽ xem cái ví dụ ha. Mặc dù ta thấy công thức này nó hơi phức tạp, nhưng trong ví dụ của ta thì việc ta sử dụng các cái vẽ cái bảng để tính thì nó sẽ đơn giản hơn nhiều. Trở lại về công ty Tâm Sinh, tất nhiên trước khi quyết định xây dựng nhà máy đó thì để cải thiện làm gia tăng cái giá trị quyết định, thì Tâm Sinh mới hướng một công ty có thị trường thực hiện với chi phí là 10.000 đô. Thì kết quả nghiên cứu cho thấy 45% cơ hội là thị trường tốt và 55% là thị trường xấu. À. Tất nhiên giờ để có thể vẽ ra quyết định thì chắc chắn những cái xác suất này nó đã khác rồi, và ta phải tính cái xác suất đó trong cái vẽ phải không? Nhưng lẽ tất nhiên để có thể tính được cái xác suất hậu nghiệm theo như là của Bayes, định luật Bayes, thì rõ ràng định lý Bayes thì rõ ràng ta phải có cái kết quả của công ty nghiên cứu thị trường trong quá khứ đó. Ta nhìn, ta thấy trong quá khứ đó, khi một cái công ty nghiên cứu thị trường dự báo à một thị trường sẽ tốt, thì thực sự thị trường tốt xảy ra chỉ là 70%. Đó. Nhưng khi nó dự báo thị trường xấu thì thị trường xấu xảy ra là 80%. Như vậy ta thấy là cái việc xảy ra một thị trường tốt đó 70% khi công ty dự báo thị trường tốt, và lại rơi vào 30% khi công ty dự báo thị trường xấu. Đó. Tương tự như vậy, khi công ty dự báo thị trường xấu đó, thì xảy ra 80% thì đúng là thị trường xấu, nhưng 20% lại rơi vào trường hợp khi công ty dự báo thị trường tốt. Do đó với bản này đó thì một số em hay nhầm lẫn là đối với dự báo thị trường em đã lấy thế đây ta 70%, em nghĩ đây phải là 30%, không phải đúng không? Bởi vì trong thực tế ta hãy liên hệ trong thực tế nè, khi nó dự báo thị trường tốt thì rõ ràng xảy ra chỉ 70%, còn 30% thị trường tốt xảy ra khi nào? Khi nó dự báo đó là thị trường xấu, phải không? Đấy. Tương tự khi nó dự báo thị trường xấu thì 80% đúng là sẽ là thị trường xấu, nhưng 20% xảy ra khi nào? Xảy ra khi nó dự báo thị trường tốt nè. Đấy. Do đó cái bản này nó phải là như vậy đúng không? Những cái chuyện xảy ra các thị trường này nó liên quan tới hai cái dự báo này. Xảy ra một cái thị trường đó luôn luôn nó liên quan tới cả hai dự báo. Rồi, như vậy ta đang có một cái xác suất tiền nhiệm. Tâm sinh nó lúc đầu là quan niệm rằng thị trường tốt và xấu xảy ra như nhau, ta gọi là xác suất tiền nhiệm đúng không? Đấy. Thế thì xác suất hậu nghiệm được tính là gì? Là dựa trên cái thông tin mới. Thông tin mới là đâu? Là cái nghiên cứu thị trường nói à trong tương lai 45%, 45% là thị trường tốt, ta gọi là cái nghiên cứu tốt đó đúng không? Ta gọi này để phân biệt với này chứ không ta gọi này cái
thị trường tốt nữa, cái nó thành lẫn lộn. Như vậy thì trong quá khứ liên quan tới những cái dự báo thị trường tốt thì nãy ta có ấy, đúng không? À, là 70% và 20%, phải không em? Thế nào? 70 và 20, à ta đưa vào đây. Xác suất có điều kiện. Cái xác suất tiền nhiệm là gì? Là 50%, 50-50 liên quan thị trường tốt, thị trường xấu. Xác suất kết hợp là gì? Ta nhân hai này với nhau, 0,75, 0,1, đúng không? Nó là chính là 0,45. Và xác suất sao là gì? Có nghĩa là khi mà công ty của thị trường à, tương lai là một thị trường 45% là thị trường tốt, thế thì cái xác suất xảy ra thị trường tốt đó là 78%, nó cải thiện nhiều rồi phải không? Bởi vì nếu không có nghiên cứu thì nó chỉ là 50 thôi. Bây giờ nhờ có kết quả nghiên cứu nó à sẽ là thị trường tốt, thì 78% sẽ xảy ra thị trường tốt và 22% là thị trường xấu. Và ta cộng hai cái này chính là hồi nãy chúng ta là gì, định lý ba em, đây nè, chính là cái mẫu này nè, đúng không? Bởi vì cái phần bù của cái thị trường tốt chính là cái là thị trường xấu đó. À, như vậy khi ta đây nè, đúng không, ta cộng lại thì nó là 0,45, thị trường tốt là tử, đúng không, còn thị trường xấu là tử, còn mẫu là chính là cộng hai cái này, đúng không? Này là A, phần bù của A, đúng không? Này là cái phần đối của A nha. Thì vậy ta lập cái bảng này thì rõ ràng ta không mất công bỏ vào công thức thôi, đôi khi ta nhầm lẫn, ta lập cái bảng này ta không có nhầm lẫn nha. Đúng không? Đấy, xác suất tiền nhiệm, thông tin mới ra là cái, nó ra cái này thì nó ra cái xác suất hậu nghiệm. Vâng, tương tự nếu mà kết quả nghiên cứu thị trường cho rằng à 55% ở tương lai là xảy ra một cái trạng thái thị trường xấu, thế thì ta cứ bỏ vào đây, phải không? Đây 55 là 55 mẻ đâu có, chính là ta lấy cái bảng đúng không, 0,8 và 0,3, 0,8 và 0,3. À, không phải, là chúng ta phải gì nhỉ? Đây nè, đúng không? 0,8 và 0,3. Đây. Bỏ vào. 0,8. À. Các số trước 0,8. Người ta nhân hai cái này với nhau. Không? Thì là 0,55. Như vậy ta thấy là nhờ cái nghiên cứu thị trường thì cái xác suất xuất hiện thị trường xấu, nếu nghiên cứu thị trường đó là thị trường xấu thì rõ ràng tăng từ 0,5 thành 0,73, một sự cải thiện. Và từ đó ta có thể vẽ, đúng không? Như vậy ta xét ở nhánh trên là nghiên cứu thị trường, tất nhiên tâm sinh sẽ có hai quyết định nghiên cứu thị trường và không nghiên cứu thị trường, phải không? Như vậy đối với nghiên cứu thị trường thì sẽ xuất hiện hai cái khả năng, tức là hai cái kết quả đây, à, nó à, sẽ là một cái thị trường tốt 45%, thị trường xấu 55%. Nhưng cho dù tốt hay xấu gì thì chắc chắn tâm sinh cũng phải đưa ra quyết định, ba quyết định này, phải không? Đấy, ba quyết định. Và hãy nhớ rằng các cái xác suất này đã được cải thiện rồi ha, 0,78 chứ không còn 0,5 nữa nhé, 0,78, 0,22, 0,18. Ở dưới đây thị trường xấu là gì? 0,73, đúng không? À, còn, à, 0,72 chứ, à, và 0,28, đúng không? Đấy. Nhưng hãy nhớ vì tâm sinh bỏ ra đây là bỏ ra 10.000, đúng không? Giống như ta đã từng nói về cái cây quyết định vẽ hồi nãy đây,
những cái gì, những cái giá trị gì liên quan tới cái quyết định đó, cái thực hiện đó, đúng không? Cho dù nó báo rồi tốt hay xấu gì cũng phải trả cho nó 10.000 chứ. Như vậy đây là 10.000, 10.000. Như vậy khi ta bỏ 10.000 rồi vào đây, đúng không? Thì rõ ràng ở đây là nó sẽ là có cộng thêm cái 10.000 nữa thôi. Rồi nha, đó là cái quyết định phức tạp. Như vậy thì ta sẽ thấy trong thực tế, ta nhìn ở cái bài cuối cùng, bài số 15 nè, ở bài tập 3 này, các em sẽ thấy rằng cái bảng là người ta cho, phải không? Đấy, người ta cho cái bảng, nhưng trong thực tế là gì? Là người ta chỉ cho cái số liệu để ta có thể tính ra cái xác suất thôi. Đây, ta nhìn cái bài 15 đi. Công ty thuê công ty nghiên cứu thị trường với chi phí 100 triệu này. Kết quả 200 cuộc điều tra rồi. Đây, như vậy ta phải tính xác suất đó chứ. Đó. Đây. Thế thì sau khi ta tính xong thì thực sự cái chi phí tối đa mà Thông Sinh có thể trả cho công ty nghiên cứu thị trường là bao nhiêu? À. Cái gì dựa trên cái quyết định phức tạp, ta thấy là cái giá trị của nghiên cứu thị trường sẽ tốt hơn không nghiên cứu, đúng không? Đây nè, nghiên cứu đây, ta sẽ thấy đây là gì, là 40, ở dưới đây ta chỉ có 40.000, dưới đây là hơn 40.000 rồi, đúng không? 49.800 mấy, 860 đó, phải không? Thế thì rõ ràng Tân sẽ quyết định thuê nghiên cứu thị trường, bởi vì nó thu được nhiều hơn, mặc dầu nó đang bỏ ra 10.000. Như vậy khi ta tính cái giá trị tối đa của cái việc mà thuê đó, thì ta phải cộng 10.000 chứ, tức là giá trị kỳ vọng thông tin mẫu đó, phải không? Vì không tính chi phí, nãy ta là 49.860 gì đó, thì ta phải cộng 10.000 là 59.860, đúng không? Và ta trừ cho, nếu không thuê là 40.000. Như vậy tối đa trả cho các công ty nghiên cứu thị trường là 19.860 thôi. Giống như ta đã cần tính với ABCD. Từ đó thì ở bài 15 nè, các em nhìn lại khi vẽ cái quyết định ha. Tất nhiên cái quyết định lúc này là xác suất là nó khác rồi, đúng không? Ta phải lấy xác suất tiền nghiệm là 40% thị trường tốt nè, 30% bình thường và thị trường xấu là bao nhiêu, là 30%. Vì cái đó ta phải lập ba cái bảng, mỗi cái bảng tương ứng với một cái dự báo về cái thị trường. Đây. Rồi như vậy thì ta lập giống như là trong cái slide ha, ba cái đó ta sẽ ra được ba cái xác suất hậu nghiệm tương ứng với ba trạng thái thị trường tốt, bình thường và xấu. À, thì đó ta mới bỏ vào cái quyết định, thì khi đó cái quyết định của ta chắc chắn các giá trị sẽ khác rồi, đúng không? Nhớ các giá trị điều kiện này ta phải cộng thêm cái chi phí 100 triệu nha. Đây. Và ta tính là gì, là khi ra cái giá trị EV đấy thì ta phải cộng thêm 100 triệu, đúng không? Giống như ở đây ta ra cái giá trị, ra cái giá trị ở đây nè 49.860 ở ngay cái nút EV của việc nghiên cứu thị trường này, thì ta phải cộng với cái chi phí của thị trường là 10.000 đô, là 59.860.
Rồi các em về sẽ làm bài này nhá. Bài số 15. Nha. Nhớ đọc kỹ cái slide nha. Dạ. Vậy là ta phải tính lại cái xác suất, vì ở đây người ta cho cái số lượng cuộc điều tra thôi. Đúng không? Ví dụ khi dự báo tốt thì thị trường trong 200 cuộc điều tra đấy thì thị trường tốt sẽ là 94, trung bình là 42, xấu là 4. Nhưng khi nó dự báo à một thị trường sẽ xấu thì cái thị trường xấu xảy ra là 48. Trung bình là 4 và tốt là 8. Rồi chúng ta về làm cái bài này nhá. Thầy nhắc lại, hôm sau chúng ta sẽ kiểm tra 15 phút chương 3 nha. Thế thì khi kiểm tra đó thì các em, thầy sẽ đưa cái hướng dẫn về cái kiểm tra 15 phút trên LMS. Thì thường chúng ta sẽ vào, chúng ta sẽ lấy cái bài kiểm tra 15 phút ta làm ngay trên cái bài framework đó và gửi lại trên LMS. Đó là một assignment mà. Và tất nhiên thầy sẽ xét cái thời gian, quá thời gian đó là em sẽ không gửi được, tức là LMS sẽ không nhận. Không? Thầy chỉ nhận qua LMS đó. Nó giống như ở lớp mà. Ta làm 15 phút cũng vậy, quá giờ thầy đi qua thu xong rồi là thôi ha. Sau đó thì em có chạy lên sau đó, thầy ra khỏi lớp em chạy theo đưa thầy cũng sẽ không nhận. Không? Thì LMS cũng vậy. Yeah. Rồi. Thế ta làm 15 phút đó thì nếu vẽ cây quyết định đó, thì nãy thầy có chỉ rồi phải không, em vẽ bằng cái phần mềm tree plan này nè, thì em hãy khi em copy và em dán vào framework đó, hãy chọn là một cái picture đó, một cái hình ảnh thì em dán vào, giống như nãy thầy thao tác cho em được thấy đấy, em có thể điều chỉnh kích thước cái hình đó, đúng không, cho phù hợp với cái diện tích giấy. À. Trước khi kết thúc thì thầy đề cập tới chút về cái chuyện theo cái dự định của trường là tuần sau chúng ta sẽ có hình thức hỗn hợp, có nghĩa là những em nào đã chích hai mũi vaccine với thời gian trên 2 tuần đó, 14 ngày thì có thể đăng ký học trực tiếp tại lớp. Tất nhiên trường quy định, theo như quy định của thành phố thì lớp ta sĩ số sẽ không quá 50. Như vậy đối với danh sách lớp ta đây là khoảng 33 em thì chắc chắn là chúng ta phải cỡ là 10, tối đa là 16 em ở lớp thôi. Và còn lại thì các em còn lại sẽ học online. Đúng không? Và trường sẽ bố trí một cái máy quay để mà quay toàn bộ. Em ở nhà em cũng giống như em giữ ở lớp thôi. Nhưng tất nhiên cái mức độ tương tác em sẽ không bằng các bạn ở lớp, đúng không? Ví dụ ở lớp thì thầy có thể tới xem em đang làm bài toán đó là như thế nào rồi vân vân, phải không? Mức độ tương tác thì nó cũng sẽ tốt hơn trên online. Nhưng nhiều khi em có những điều kiện của em về, ví dụ em chưa chích đầy đủ được hai mũi vaccine và em không phải là em không khỏi bệnh trong vòng 3 tháng, ví dụ như vậy, thì rõ ràng em sẽ có đăng ký tham dự nha. Thì hình như cái mẫu đăng ký đó là trường có gửi cho các em rồi phải không? Có phải các em có cái mẫu đó không? Thầy dạ, chưa rõ cái chuyện đó. Chưa có thấy gửi gì hết thầy. Ủa chứ em thấy nó để là giảng viên cho khảo sát, nếu mà từ 30% trở lên thì mới học trực tiếp đó thầy. Thì đúng rồi, nhưng mà đó thì thầy nói đó, bây giờ là các em sẽ, thầy cũng chưa rõ là như thế nào nữa, bởi vì cái mà cái khảo sát đó thầy cũng chưa, bây giờ vậy đi, bởi vì lớp của các em đó chúng ta học theo tín chỉ, thành ra nó không phải là, nó sẽ không có ban toán sự lớp, nên thầy không biết là lớp các em thì có cái một cái dạng như là một cái một cái group của lớp hay gì không, để các em có thể lên đó trao đổi hay là có lấy ý kiến của các bạn trong lớp không?
Dạ có thầy, cái này đa số là lớp lớp luôn á thầy, chứ không phải là đăng ký học phần. À vậy hả? Dạ. Rồi như vậy thì các em sẽ quyết định ha, được có gì sẽ cử một em, tất nhiên có cái mail của thầy rồi đúng không? Em đó có thể đại diện lớp sẽ báo cho thầy là có bao nhiêu bạn đúng không? Đó, à, cỡ theo trường là thầy quên rồi, nãy em nói là như 30% hay 50%, theo cái quyết định tối đa của thành phố là 50%, thôi nhưng mà trường ta chắc chắc chỉ lấy 30% thôi hả? Dạ, trường mình để 30 á thầy. 30 hay 50? Dạ 30. Ờ sao À chỉ 30. Dạ thầy, thầy không hỏi mấy bạn luôn, để mấy bạn giơ tay vote á thầy. Em thấy mấy lớp khác diễn viên hỏi trực tiếp trong lớp dạy luôn á thầy, mà tỷ lệ thấp lắm. Rồi như vậy thì các em giơ tay thử coi, sẽ coi coi nếu mới 30 thì là có 10 em thôi đó. Đúng không? Lớp ta là 33 nè, 30 là đúng 10 em thôi. Đâu, bao nhiêu em có khả năng, nhớ phải có đủ điều kiện về vaccine nhé. Hoặc là em là F0 mà đã trong vòng 3 tháng ấy. Đó. Em nào muốn? Còn nếu một cái số lượng ít quá thì sẽ không có và chúng ta sẽ tiếp tục. Mấy bạn nhắn Đã là dạ không muốn. hả? Ta cứ giơ tay đi để thầy xem thử coi. Mọi người ơi, ai muốn học trực tiếp thì giơ tay để thầy coi. Giơ tay đi, thầy đếm cái số lượng trước coi. Một em Châu Ngọc, em Văn Bi, em Phương Huyền, mới có ba em à. Thì cho vài phút ta suy nghĩ nhé ha. Thái Thanh 4, như vậy em thấy online thì tất nhiên tiện cho các em là em ở nhà đúng không, nhưng rõ ràng cái mức độ tương tác là sẽ bị hạn chế đúng không? Giống như vừa rồi các bạn mà muốn thể hiện hay là cái gì đó, hoặc thầy muốn kiểm tra coi thực sự em có làm như thế nào thì cũng sẽ bị hạn chế đúng không? Ở lớp thì ta biết rồi, thầy có thể đi các bàn thì nói à, em làm sao đâu, cho thầy coi coi và thầy có thể thảo luận trực tiếp với em. Và lại tất nhiên các bạn online thì các bạn chỉ là người tham dự cho những cuộc thảo luận đó đúng không? Hoặc là thầy chỉ hỏi các bạn và rõ ràng mức độ thể hiện bài làm của các bạn là chỉ sẽ bị hạn chế. Về có bốn em hả? Để thầy xem vài phút nữa coi có em nào nữa không? Nếu ít quá thì thôi nhỉ. Để thầy sẽ báo lại cho các bạn coi sao. Có bốn em hả? Dạ thầy, bên trường mình môn này có quy định cho kiểm tra cuối kỳ hình thức là trực trực tiếp tại trường hay là online không thầy? Chưa biết, dự định lúc đầu là online đó, nhưng mà thầy chưa biết là cuối cùng là có trực tiếp hay không, vì tùy theo tình hình dịch vân vân, những cái quyết định có thể thay đổi mà, em đâu biết trước được. Lúc đầu thì trường giờ dự định là online là tháng 12 đấy, Nếu hình như mà là 18 tháng 12. online thì môn mình vẫn thi tự luận hả thầy? Hay có chuyển hình thức Đúng không? rồi, đúng rồi, vẫn là tự luận, nó giống như một một assignment nhé, giống như thầy nói đúng không? À, cái giờ đó thì các em sẽ vào lấy cái framework đó, các em làm trên đó, sau đó các em sẽ submit, các em nộp trên LMS, và quá giờ đó thì em không nộp được, giống như em đi thi rồi quá giờ, đã hết giờ thì cô thu xong rồi em đâu có nộp nữa.
Dạ, cho em hỏi là cái thời gian thầy để dư ra là bao nhiêu á thầy? Tại vì lúc mà tải file Word về với lại nộp lên nó cũng tốn thời gian á. À, cái chuyện đó sao? Để thầy coi coi cái thực sự là ta sẽ có online hay không, đúng không? Chúng ta chưa hết môn học mà. Những cái việc Dạ. mà thi kiểm tra là tới cuối cùng thì các thầy cô đều có nhiệm vụ phải thông báo cho các em một cách chi tiết và rõ ràng, chứ ta đâu lo chuyện đó. Nha. Mọi người còn Và sợ nếu thi sợ dịch bệnh nên chưa dám. các em đã từng có thi môn nào chưa? Dạ mấy môn đợt trước học đa số là làm tiểu luận không thuyết trình đó thầy. Các em có hình thức mà thi tự luận trên online chưa? Dạ chưa, Dạ phải chưa. trắc nghiệm không thầy? Các em hãy tự luận gì thì chắc chắn các em thì sẽ thấy là có cái hình thức là bắt buộc các em phải mở camera đó, đúng không? Và trong quá trình đó nếu em có những cái hoạt động gì mà nó đáng ngờ thì sẽ được nhắc nhở nữa. Nhưng thật ra nếu mà nói trong cái thực sự thì thầy vẫn thích trực tiếp hơn, đúng không? Ví dụ như tao online này, trong quá trình này thì có em nào đó đăng ký và nó xong cái bỏ máy đi làm chuyện gì, nhưng mà chắc chắn khi em tới lớp rồi, em đã ngồi trong lớp rồi thì em đâu có bỏ lớp em đi ra ngoài được, đúng không? Còn em mà ngồi trong lớp em có những hoạt động khác thì thầy sẽ nhận thấy và thầy sẽ lưu ý. Còn bây giờ thực sự các thầy cô không biết được, và những điều đó nó có thể ảnh hưởng tới cái chuyện học tập của các em. Và sau này nhiều em thắc mắc nó, ủa thầy em có học đủ các buổi mà sao, nhưng mà thật sự em có học hay không thì chắc có mình em biết thôi, chứ thầy làm sao biết được, thầy có không ai biết được chuyện đó. Giờ lâu lâu thầy cứ gọi thử rồi và đã xuất hiện cái tình trạng đó đó, nhiều khi thầy gọi một bạn nào đó ta gọi 2-3 lần luôn không có nghe. Đó, nhiều bạn đăng ký vào rồi đi đâu mất tiêu á. Vậy đó là tùy tùy các em.